Vâng, mến chào toàn thể quý vị. Thì hôm nay tôi qua vườn anh Tính ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay có qua đây làm cuốn video để chia sẻ, giới thiệu với quý vị một số các cái cây ở vườn nhà. Thì đầu tiên là cái một cái khế. Khế này là khế chua hay khế ngọt anh? Chua. Cây này thì là chắc là đang làm đúng không anh Tính nhỉ? Đang làm, hầu như là được 88% rồi. Chỉ còn bông thôi. Vâng. Đây đây. Ngó đẹp lắm rồi. Quý vị có thể ngắm. Cây này mà chuốt lá ra nhìn cũng Đây nhỏ anh em nhỏ thợ biết ngay những cái điểm. Vâng. Chịu này tay này khế mà làm như này không đơn giản đâu. Cái này mà thì cái gốc hoành của nó là rơi vào bao nhiêu anh Tính? Anh hơn 300. Ai cả, thế là to đấy nhỉ. Mà nó không bị thối sâu đâu. Đó, tức là thân này là thân đặc đấy anh. Đặc luôn mà. Đây để quay một vòng xung quanh gốc cho anh em ngắm nhìn để thấy được anh Tính anh nói chuẩn luôn. Đấy. Cây này thì như vậy là sau này mà xong cây thì nó sẽ cao khoảng bao nhiêu anh? 2,5 em ạ. Khoảng 2,5 m 6 thôi. Vâng. Đấy, xong cây là rơi vào 2,5 m, 2,6 m. Giả lắm. Đấy. Rất là ấy luôn nhá, rất là đặc luôn nhá, không có một vết sâu nào, không có một vết hỏng nào. Tứ diện đều. Mặt này còn ác hơn mặt kia ấy. Đây. Cái này là anh vừa bán hôm qua. Vâng. Cây khế này mà bây giờ mà giao lưu thì nó rơi vào nhiều tiền không anh? Nó khoảng 8,5 triệu rồi. À vâng. 850 triệu quý vị ạ. Alo. Nù này. Ơi. Sút buổi tớ thì bạn nếu bạn lấy 220 bạn nhé. À. Đấy, cây khế đầu tiên. Cây này anh giao lưu rồi anh? Cây này vừa bán hôm qua. Cây này ôm cái gì đấy nhỉ anh nhỉ? Bán cho bạn Cường Bin Nguyễn. Bán cho bạn đấy là bán cho anh Bin Nguyễn ở trên Đa Tốn đấy ạ. Đúng rồi, bán cho anh 156 triệu. Trước là hình như trước là một cái chậu đúng không anh? Xong rồi nó phủ ra. Anh vừa bán hôm qua cho bạn anh. Vâng. 155 triệu. Đề trắng đúng không anh nhỉ? Đề trắng. Cũng rất lâu năm rồi. Phủ kín hết cái chậu với da ngoài. Đấy. Cái xanh này nó đẹp hết đấy, nhưng mà hôm qua trả anh 35 triệu không bán. Cái này là nó gọi là xanh lục bình nhỉ anh? Ôm cái lọ lục bình nhỉ? Anh cắt đi, sẽ bỏ cắt bớt đi. Vâng. Là anh 35 triệu không bán ấy. Con này thì vừa bán cho chú Thoan. Bán cho Thoan 230 triệu. Cây quê... Quê điển này anh quê chưa? Quê đấy, ngày xưa 5 tỷ của anh Thạo Pho đấy. Vâng, cái quê này cũng hàng thuộc dạng hàng khủng đấy anh nhỉ? Năm 2008 là anh Thạo Pho bù anh Xuân Ngân là 370 triệu. Vâng. Xong cái đó là anh Thạo Pho đấy. Vâng. Thạo Pho ở Hải Dương lại biết. Vâng. Là anh mua là chính xác là 86 triệu. Anh rồi anh vừa bán, anh mua 2 năm rồi. Thế là cây này là anh giao lưu với cả bác Thoan rồi à? Ừ, anh bán ông Thoan 235 triệu rồi. Vâng. Thế cũng vừa giao lưu xong. Thế là đấy, bác Tính này phải nói cũng rất là mát tay đấy. Trăm cây mát tay và cũng bán cây cũng rất là mát tay. Giao lưu là cứ liên tục thôi. Đây anh có cây gạo này. Gạo này giao hoa chưa anh? Hoa nhiều lắm. Hoa lắm. Nó rẻ mà. Vâng. Thì anh giao lưu ai mua thì 15 triệu. Vâng. Gạo này đến mùa ra hoa là đẹp lắm đây. Chơi gạo là phải có hoa anh nhỉ? Không, nó phải lành tiếp, nó thích. Mình thích cái gạo này. Đây, những cái vết này là đã múp hết rồi. Mà một cây gạo cũng rất là nghệ thuật. Nhưng mà cái gạo này thì anh thích nó lắm. Vừa xinh đấy, cái gạo ở quê mình luôn đấy. Vâng. Đúng gạo quê anh nhỉ? Quê luôn đấy, không phải gạo khai thác đâu. Thế anh giao lưu cây này là 15 triệu cho quý vị. Cái lục vừng này anh to thế. Lục vừng này thì đường kính của nó gần 2 mét. Hình như anh toàn chơi hàng khủng đấy nhỉ? Cái này thì phải chinh phục em ạ. Vâng. Nhiều người đặt vấn đề lắm nhưng mà anh không bán.
Cái này của nó bộ thân này còn lạc không anh? Lạc nguyên bản luôn. Đấy, không hề sâu xia gì hết. Thế hoành xung quanh nó mấy mét? Quanh người của nó là nói chung là gần 400. À, thế to nhỉ, to hơn cả cái khế kia. Đó, to hơn mà. Đây là gần 2 mét này này. Vâng. Có khoảng 340 cho ngắn luôn. 340 chuẩn chuẩn luôn. Mặt ngoài đẹp hơn. Vâng. Đây mặt này này. Mặt mặt chính chứ em. Vâng. Dài như vậy nó nhòm mà có hàng vài trăm năm rồi. Đúng rồi. Không phải giản đâu. Hoa dài lắm. Hoa dài lắm chứ không phải con ngắn đâu. Vâng. Hoa chắc là nó yêu nó thế mà đợt mà lắp ngoài nó ra dài đúng như thế này. Mưa sơ mẹ. Bà. Bà trồng rau đấy à bà? Cái mưa hôm vừa này rồi anh sang năm anh mở được rộng mấy ngông mà. À, thế là chỗ này thì rơi vào mấy nghìn anh? Đây khoảng hơn 1.000. À, khá rộng đấy. Cái vườn ngoài kia của anh 4.000. Đấy, một cây lộc vừng. Cốt nạc. Quá nạc luôn. Này anh chưa giao lưu chưa bán. Vâng. À, chưa giao lưu cái này à anh? Chưa bán, vui hoàn thiện thích để chơi. À, thế là cũng ấy đấy, cũng gọi là tích đồ cho mình đấy. Ủa anh nhiều đồ lắm. Anh nhiều lắm nhưng mà anh chưa ra mắt thôi. Vâng. Cũng là cái vườn này là anh giao dịch. Còn vườn ngoài thì anh cất đi anh bán không? Vâng. Cái phôi này anh có giao lưu không? Một phôi này phải 150 anh bán. À, một phôi xanh quê. À, ôm rất lâu rồi nhưng mà anh thật ra anh mua thì lúc đấy nó rẻ thôi. Vâng. Mua 86 triệu rồi nhưng mà mấy năm nay rồi. Bây giờ cái này mà anh giao lưu cho khách thì nó bao nhiêu anh? 150 thì anh bán, dưới thì anh bán. À, thế cũng phải mấy năm ở vườn đấy rồi anh tính nhỉ? Khó lắm rồi mà. Vâng. Con này thì nhanh nhưng mà, 2 năm nữa mình tít. À. Thấy... Không, 2 năm anh 5 nữa mạnh ạ. À. Đây quý vị thấy anh ấy chăm kỹ không? Phải, vâng, che cây rất là chi tiết, rất là chỉ ra bùng phát là xén là xong rồi mà. Đây. Rộng tay hết rồi mà em. Quá rồi mà. Vâng. Cây này 2 năm nữa thì mình tít rồi mà. Ôm đá cũng rất lâu. Cây này đằng sau đằng kia mặt chính em nhỉ, đằng bên kia mặt chính. Cây này rất là lâu rồi. Già, cây quê. Cây này nó dài khoảng 2 đặc không là 2m6 đấy. Dài 2m6, cao 1m7 đấy. Dạ. Yeah. Nhìn đằng này nó ôm đá nhìn mới à, nhìn nó mới thấy được dấu ấn của thời gian. Cái đầu voi này kìa. Đấy, tác phẩm xanh quê, một phôi cây xanh quê đang đi dần vào hoàn thiện. Rất là anh yêu anh em nhiều anh em biết mà. Vâng, rất là lâu. Cái phôi đăng điền này nó chỉ có hơn 10 triệu. Vâng. À, nó rất già lắm ấy. Con ngày xưa là con trực anh chi mua ở thân da mà. À. Con này thì mình mua có 17 triệu nhưng mà bán là 20 bán. À. Mà nó già lắm. À. Anh già. Anh ấy rất là rõ ràng quan điểm đấy con quý vị ạ. Vừa bán 32 triệu này. À. Quê này. Bán xong đấy. À. Vừa giao lưu xong rồi à? À, vừa giao lưu đấy được khoảng 5 hôm. À. Bán cho chú em cắt tóc. Thế thì nếu mà quay lên mà vô tình có bác khách nào mà kết thì lại phải kết nối hộ hộ nhá anh nhá. Đây này nhòm đẹp lắm. Vâng. Em ơi nhòm phê lắm, không phải đơn giản đâu. Đấy. Quay cái bao điện nhòm à. Vâng. Cái nhòm này quay này. Xin luôn này, điện này. Phê lắm. Vâng. Anh bán 32 chứ thật, không có sai nửa lời. Đấy. Trên này là ghép rồi anh. Ghép từ đây. Em đang ghép đây này. Coi như ghép xong hết rồi. Ghép đây này. Vâng. Nhưng mà nó cắt giật đau lần rồi. Vâng. Chú em chú ấy quá rồi mà anh phải bán đấy chứ. Yêu quá. Đấy. Tuyệt vời đấy anh ạ. Đây, bên này anh còn rất nhiều hàng khủng nữa này. Sung rồi là. Đây anh có cây lục vừng này. Cây lục vừng anh mua chỉnh lá Hoàng Long. Của anh em Hoàng Long anh mua 36 triệu. À. Anh về anh làm lại mất khoảng 10 triệu rồi đấy. Vâng. Nhưng mà con muốn vùng vừng ta xịn như này nhá, không có đâu. Nếu mà con này được kính 40 phân mà chưa tầm thước chơi tay đòn đẹp này là hiếm đấy. Đường kính 40 phân này anh? À, đến 40 phân đấy. À. Khoảng 1.5 m, vành 1.5 m.
Thế là anh mua là được bao lâu rồi? Anh mua hơn 5 rồi. Lấy lọc da đẹp lắm. Vâng. Tay cảnh rất to nha quý vị nhá. Đây. Đấy tôi zoom chưa hàng đi triển lãm chơi mà em. Vâng, zoom lại cho quý vị nhìn nó rõ. Đấy, tay cảnh cực to luôn. Chứ không phải là hàng hàng thôi đâu. Đường kính 40 cơ mà quý vị. Đường kính 40 là to như nào. Lấy của nhà vườn sáu đá này. Vừa lấy cái này 70 triệu, anh vừa mua 70 triệu. À, cây sung này. Mua sau này anh sáu đá. Hầm mất ra. Sau này những cái chỗ đường này nó có múp được không anh? Múp đấy nhỉ? Múp hết em. Được vậy anh chăm nó múp hết mà. À. Sao anh làm lại hết mà. Có ai để này. Cây này thì tay cành cũng ổn anh ạ. Đây con này là sư của anh nhiều gà này. Con trên quê này. Đây để quay mặt này cho anh em ngắm. Móng móng rồng. Vâng. Đã quả sai lắm anh, cắt thu nhiều hết quả đấy. Trong này dòng cầu 3 cây đi triển lãm. À. Cái sân trà anh em biết nhỉ? Sân trà là của anh đấy đúng không? Đấy. Cái sân anh đang để dưới những cái con ấy. À con này ngày xưa là mấy trăm của hiệu gà đấy. Của hiệu gà ấy. Vâng. Xanh quê. Quê. À. Rồi anh em trả có 25 triệu. Thôi thì nó thời thế thế thời mà. Thì đấy. Nên là mình xanh Việt Nam. Vâng. Xanh Việt Nam thì nó mất giá nhiều. Nhiều khi là cuộc chơi thì nó cũng là như vậy đúng không anh? Ôi chấp nhận chứ em. Vâng. Nó thời thế thế thời biết làm sao được. Nhưng mà cái điểm mặn này đẹp lên. Mặn này nó quái lắm. Cây này kiểu cái dạng miền Nam nó ra nó cứ kiểu nó nhẵn thì sẽ bởi miền Nam lại dạng ấy. Vâng, nó đấy. Nó không như kiểu của ở ngoài mình. Cây này thì phải đơn giản đâu em. Nó à. Lắm rồi. Nhưng về mình cứ trẻ ra đấy em ạ. Vâng. Đấy, bây giờ là giờ, bây giờ giao lưu cho khách là bao nhiêu anh? 30 triệu anh bán. 30 triệu đấy. Quý vị ạ. 530 triệu của anh lượng gà mua ngày xưa. Đây gọi là một thời anh hùng đấy nhờ anh nhỉ. À, à, một thời anh hùng. Đúng một thời anh hùng. Nói bảo mà mấy trăm triệu ngày xưa thì nói quý vị không tin nhưng mà thực tế. Đúng mà. Mà nhân chứng sống vẫn còn. Đấy. Cái cây hơn 10 năm trước thời kỳ đấy nói chung anh em trong giới chơi cây thì ai cũng trải qua rồi. Đúng rồi. Nói không có tin đâu nhưng mà bảo mua hơn 500 triệu thì bán 300 triệu 30 triệu thì không tin. Không thật mà. Thời nó đúng là như vậy. Đây. Cái súng này anh vừa mua 86 triệu nó sai rồi. To anh chưa? Con này anh mà muốn làm mới dáng giống cái được vừng của chú Phúc. Cái này cũng ác thật nhỉ. Mà con này à của gu gu giống cái cây lục vừng to của Phúc. Phúc đấy thì. Nhiều người hỏi anh bán đấy chứ. À. Tôi toàn giá 100 triệu. Nhưng mà cây này của anh cảm giác nó lùn hơn cây ý của bác ấy. Ờ. À. Đúng không? Nó đang lùn hơn nhiều ấy. Nó lùn hơn. Cây ý của bác Phúc vẫn cao hơn. Rồi cây này cái mặt gù này của anh là nó gù nhiều, nó dài nhiều. Nhìn nó như kiểu một cái con như là vừng đấy. À. Vừng đấy. To hơn. Cái gốc này to hơn. Thế là không giao lưu anh. Này thì anh chưa giao lưu. Anh mua 86 triệu giờ anh trăm bao giờ anh trăm triệu anh bán ấy. Để ấy lại để thuần phục ấy. À, thật ra cái này là hôm bão nó phải cắt bớt đi gì là, cắt bớt đi lọc bớt đi không sợ đâu là nó thiệt thòi nhiều chứ không nó đẹp lắm và không sợ lắm em là không nhiều lúc là nguy hiểm là nó toát đấy chứ không anh hết đây mà em toát ví dụ những cái cành kia mà để nặng quá nó toát là toi lại mất hàng bao nhiêu năm trời mình lại nuôi lại được anh hết đây nó ra cái bình dầu này còn hết sạch nó đang mưa bão còn cắt luôn đang mưa luôn chiều cái hôm mà bão ấy. Mà anh cắt luôn đấy. Không nhưng mà cái phần trên này phần ngọn này mình cắt xong nó lại mọc nó lại nhanh mà. Nhanh mà em. Vâng. Nó cho đỡ nặng mà cho đỡ nặng ngọn. Rồi. Mặt này đẹp hay mặt bên kia đẹp anh? Mặt nào cũng đẹp. Cái này thì anh thích mặt nặng đấy. Đúng rồi. Mặt nào anh thích. Hàng này hàng siêu to. Đúng cây này hai mặt nặng cũng đẹp mà cây rất là cây không một vết lỗi nào. Còn này nhưng mà vấn đề lắm anh bán đấy. Cái này vào chậu này được lâu chưa anh? Vào được hơn 2 năm rồi.
Thế thì ngon rồi, thuần hết rồi. Đấy, bác ấy toàn chơi hàng gọi là siêu siêu khủng. Đây, một tác phẩm cũng gọi là một thời để nhớ nữa đây nè. Đấy, đều đúng rồi. Đẹp lắm đấy em ạ, lo để giữ kỷ niệm ạ. Vâng. Mẹ mua đống tiền về chúng nó giá 50 triệu bán đéo đi. Thế là một thời để nhớ đấy. Ông đẹp đấy em ạ. Nhìn kỹ đẹp, anh phái làm lại ấy. Mới làm cái vỉ bông vui chứ không làm cái đợt như kia. Đúng dáng làng là gì anh? Giả lắm, anh cũng bỏ tôi một con quay 200. Vâng. Đâu có đơn giản này. Tuổi đời lâu. Ừ. Còn giá anh 50 triệu cơ bán. Bây giờ làm ấy. Vâng, làm lại bộ răm này đẹp, bộ bông này là cũng nhìn giá hồn đấy chứ. Ừ. Giả lắm rồi đấy. Vâng. Hôm nay là thời ngày xưa, thời về lớp ngày xưa đời đầu ấy. Nó phải tầm khoảng trên 40 năm rồi. Khẳng định mấy anh em là con này nó trên 40 năm rồi. Trên quá nhỉ. Mà nó kia nó còn yếu ấy. Đây, những cái ông này là dễ nó buông, xong dần dần nó cứ đấy. Ra nu cục nè. Đấy, nu rồi. Đấy. Thực ra để chơi có sướng 40-50 triệu thì để chơi bán gì. Vâng. Em mua đống tiền. Nô cục to. Thế mà cũng anh hùng một thời đấy chứ. Cũng phải đâu phải là dạng vừa đâu. Gấu lắm đấy. Ông cái này mà sân vườn biệt thự là chơi được. Vâng. Chơi cái này mà... Nhìn thế này thôi kê về ấy, kê về nhà cũng phải sân to lắm đó. Kinh điển chơi được. Vâng. Rồi, đấy thì hôm nay sẽ bán cho ông em này 32 triệu rồi này. Vâng. Đây đó em món này. Đấy. Đấy, sẽ qua vườn của bác tính chơi. À đây, còn cây sung rồi nó quay lốt để ấy. Quay lốt để xem bác nào còn giao lưu rồi giao lưu. Cây sung rồi bóng. Sân vườn này anh khẳng định nha, không phải phét em đâu. Nói mà nói điêu là anh em làng kia chửi chết đấy. Vâng. Nhưng mà nếu sân vườn anh khẳng định nó phải đứng thứ nhì với đất này. Cây này bàn chả quá đẹp anh nhờ. Mỹ mãn luôn. Sân vườn thì để cắt làm kỹ cái này thì anh khẳng định luôn. Mà không biết thì nhìn miền Bắc này. Chú Lam bảo là nếu cắt giật qua một cái cắt giật chuyển hết, đấy, chú nhau cây cho biết. À. Chú Lam gì có vẽ luôn đâu em. Bỏ vào cái mẹ nó giật ra chứ. Lâu lắm đấy anh nhỉ. Ừ. Nhìn cũng đẹp chưa quý vị, mỹ mãn chưa. Tuyệt vời. Bóng rất đẹp luôn. Đấy, quý vị nào mà có nhu cầu cứ liên hệ với cả bác tính. Đây là phôi Nam Điền hay phôi quê đây anh? Phôi Nam Điền đấy em ạ. Hôm nay anh vừa mua bạn anh. Đất nền u cục của bạn Thụ. Bạn Thụ anh mua này 48 triệu. Rồi nó cũng kinh điển đấy. Bây giờ được một cục kè với thì nói chung cũng phải nuôi mất độ 2 năm nữa mình. 5 năm nữa. Vâng. À, ý là 2 năm để ra được độ 2 cây cút nữa. Cút này nó mất rồi. Hôm sau đây thì quá nó mọc rất mầm mầm này. Vâng. Không. Đấy nhỉ, nhiều khi là cũng cứ nghĩ là nó sẽ mọc ra đây này mà đến lúc nó lại không mọc ra. Đấy. Khó mà biết được cái gì đùa đâu. Nó lại mọc ở trong thì lại lấy ở trong thôi. Ừ. Con này là cái anh thích con già, nó già lắm rồi. Ừ. Ý định là định đây là được một khẩu đúng không? Ra được nhưng mà nó lại tịt. Đây. Nó tịt ngoài thành ra là đây là nhẽ ra nó như thế này đúng không anh? Đúng rồi. Như thế này thì lại lấy được nhưng mà đâu cái đấy thế là thành ra là nó lại chưa bao anh tao à. Tịt ngoài mà. Nó giả lắm rồi. Sao? Nó giả rồi. Đấy.
con này công nhận là lù đẹp nhờ. Nè em này, anh tính mua quả này chất đấy, xe hoành quá đẹp, xe hoành đẹp quá. Đây là em mạnh con sai to à, và em bị mã à, mạnh con sai à. Vâng, đang chơi về đấy. Em ấy do mạnh con sai à. Nam Định nhỉ ông ơi? Không, em ở Gia Lâm đây thôi. À. Nhìn quả tay này, tay hoành vâng. Quý không? Ừ. Quá phê quá luôn. Quý luôn. Ở dưới này cũng nó còn lý giá. À đây, cái chuối này quay từ đầu video. Đây, cây này anh tính cho anh em cái giá thế là để anh em giao lưu nào. Chuẩn luôn 380 triệu mà không phải bàn nữa. Đấy, 300. À, 380 triệu. Vâng, 3.8 nha quý vị nhá. Cao 3.4. Vâng. À, cao 3.4 đấy, lúc nãy tôi bảo là cũng phải cao trên 3 mét mà, từ mặt chậu lên. Đấy, cây này thì quý vị được xem ngay từ đầu rồi, nhưng lúc bấy giờ bác ấy là đang ra. Đấy. Ở cái cuốn video trước ấy, tôi chưa biết giá, nhưng mà sẽ lưu lại cái số điện thoại của bác ấy ở trên video để quý vị tiện liên hệ.